Xin chào các em, chúng ta sang bài mà số ID là 001. Bài toán này là bài toán mà theo thầy là người ta cho các em biện luận ở dạng tổng quát nhất. Tức là ET không biết số chức, phải tìm chức ET không biết noi đói phải tìm pi. Đó. Đó là cái mà các em nhìn nhận rất là rõ ràng. Thế thì bài toán này các em thấy số liệu rất rõ ràng rồi, số mol bon oxy biết này. Khối lượng biết, số mol NaOH biết như vậy, thầy quy đổi luôn. X gì của thầy gồm có COO bằng số mol nào H là 0,31. C và H2 chưa biết, khối lượng tổng của thầy là 22,6. 22,64 g. Đó. Thế thì kết quả các em sẽ tìm ra A và B. Đặt A và B. Dựa vào thông tin thứ nhất là thông tin về khối lượng 22,64. Thông tin thứ hai là thông tin về oxy đốt cháy là 0,95. Các em sẽ tìm ra được A và B. A Kem em tìm ra được bằng 0,65. B các em tìm ra bằng 0,06 Ok Sau khi tìm được AB rồi Thì các em sẽ tiến hành tìm các giá trị tiếp theo Thứ nhất là xử lý phần ancol Ancol của thầy Người ta cho các em ở đây là hai ancol đều no Như vậy đều no Thì các em sẽ dồn được thành cái gì C OH này, oxy này đó, C này và H2 luôn vì thầy uh, có là oxy của thầy thì thầy có là COO của thầy có quan hệ mol bằng với OH trong ancol cho dù ancol này có đơn hay đa bằng 0,31 vậy cái oxy trong ancol này bằng 0,31 carbon và hydro thầy cũng sử dụng tìm carbon và hydro dựa vào cái gì thứ nhất là dựa vào số mol nước nước của thầy khi đốt cháy ancol thì thu được nước của thầy chia ra bằng 0,52 mol. Như vậy hydro ở đây là 0,52. Vậy chỉ còn C nữa thôi. Vậy để tìm C của thầy thì thầy dùng bảo toàn khối lượng. Thầy có là 22,64 cộng với lại now hát là nào H là 0,31 nhân 40. Mở muối cho biết sẵn rồi là 24,36 bằng 24,36 cộng với lại số mol m của ancol. Từ đó các em suy ra m ancol. Đó Mở ăn cô của thầy Các em bấm luôn Bấm luôn ra kết quả xem bằng bao nhiêu Đó Thầy có là 22,64 Cộng 0,31 x 40 Trừ đi 24,36 Bằng 10,68 Trừ đi 0,52 x 2 Trừ 0.31 x 16 Chia cho 12 Ok bằng 0,39 Rất là đẹp 0,39 Vì ancol này ancol no Vậy kết quả thầy dùng quan hệ mol Thầy lấy nước là 0,52 Trừ CO2 của thầy là 0,39 Bằng số mol ancol Bằng 0,13 luôn Và chú ý hội thầy là Vì ancol này của thầy có thể đơn có thể đa Cho dù đơn hay đa thì số mol của ancol của thầy vẫn bằng số mol của este bằng tổng 0,13 mol. Như vậy thầy lợi dụng được tổng số mol rồi. Biết tổng số mol. Đó. Như vậy biết tổng số mol este, biết tổng C, vậy thầy nghĩ đến C trung bình của este của thầy CE trung bình bằng các em lấy tổng là 0,65 cộng 0,31 là 0,96 chia 0,13 thì các em tìm ra được sấp xỉ là 7,38. Như vậy thầy sẽ tìm ra được một ST là có C7, một ST là C8 vì đề thi nói rằng hai ST này hơn kém nhau, đó là một nguyên tử carbon. Vì thế thầy mới kết luận được C7 và C8. Tổng số mol bon ST bằng 0,13 mà tổng C của thầy bằng 0,96. Như vậy thầy dùng kỹ thuật vênh C, thầy tìm ra được C7 là C8 là 0,05 và C7 là trừ đi bằng 0,08. Như vậy thầy tìm được C và số mol rồi Công việc tiếp theo là thầy tìm chức à, Thầy có chức như sau Thầy có tổng COO là bằng 0,31 Như vậy thầy có 0,31 Thầy sẽ bằng 0,08 là ST số 1 nhân với lại Nhân với lại bao nhiêu Để cộng với 0,05 nhân với bao nhiêu đó đó Để bằng 0,31 này Thì thầy có như sau 0,31 của thầy sẽ bằng 0,08 nhân với lại 2 cộng 0,05 nhân với 3. Như vậy ET của thầy ET số 1 là có 2 chức COO. 0,08 mol. ET số 2 của thầy là có 3 chức COO là 0,05 mol. Như vậy tìm xong trước rồi. Đó, hai chức và ba chức. Bây giờ các em tìm ra ancol. Thì các em chú ý của thầy một điểm rất là hay ở bài toán này, ancol của các em ấy thì các em có là lấy 0,39 là tổng C chia tổng mol là 0,13 các em thấy nó rất là chẵn bài này rất là hay là chẵn bằng 3C vậy suy ra là hai ancol đều có 3C cả và ancol của thầy no và hai chức là C3H6OH2 lần số mol là 0,08 và ancol thứ hai cũng là C3H5OH3 lần 3 chức là 0,05 mol vì các axit này đều đơn chức đó, suy ra là ăn cung của thầy là hai chức và ba chức để phù hợp với ST hai chức và ba chức. Để tìm được công thức của ST bây giờ thầy phải tìm pi, biện luận cho pi. Thì thầy sẽ tìm pi ở gốc. Cách tìm pi ở gốc như sau. Cái ST này của thầy thầy bơm hydro vào cho nó no đi. Thì kết quả là khi no thầy được phép dồn COO CH2 và H2 Thì kết quả COO thầy là vẫn 0.31 CH2 của thầy là thì cái hero này của thầy nó chỉ còn lại là bằng 0, âm 0,05 mà thôi vì đây thầy có là 0,6 mà đây thầy đưa ra đây 0,65 rồi thì đây là âm 0,05 để bù lại cái lượng mà thầy đưa vào đây như vậy khi mà nó no rồi thì cái hero này thực tế của thầy phải bằng số mol bon ST là 0,13 cơ nhưng thực tế nó chỉ có 0,05 thôi như vậy thầy phải bơm từ 0,05 mol để chuyển thành 0,13 như vậy thầy phải cần bơm là 0,18 mol nữa như vậy hay nói đơn giản là pi ở gốc của thầy bằng 0.18 mol. Và bây giờ thầy sẽ sắp xếp pi ở gốc này vào hai este, thầy có 0.18 sẽ bằng 0.08 nhân với 1 cộng 0.05 nhân với 2. Hay nói đơn giản là trong gốc của este, nhớ là gốc nhá, của este số 1 có pi ở gốc là bằng 1. Este số 2 có pi ở gốc bằng mấy? Bằng 2. Như vậy các em biết được số pi các em biết được số trước, các em biết được tổng C vậy các em sẽ tìm ra được hai ST. Thầy có ST số 1 của thầy có dạng R1 COO R2 COO cùng lối với C3H6. Mà đảm bảo của nó là có 7C mà thầy có đây là mấy C rồi? 3, 5C, 2C rồi mà lại có một pi ở gốc, vậy suy ra nó sẽ phải là C2H3 để đảm bảo có một pi ở gốc. Thằng này của thầy hết C rồi vậy còn một H thôi, C3H6 Ngon rồi Số mol là bằng 0,08 Bây giờ ETA số 2 là E2 Thì kiểu E2 đi E2 của thầy có dạng là R1COO R2COO Thầy kiểu phẩy đi cho đỡ trùng Và R3COO Cùng lối với C3H5 Tổng của nó có mấy pi Tổng của nó có 2 pi ở gốc 2 pi ở gốc Vậy suy ra thầy sẽ có như sau À thứ nhất là 2 pi ở gốc. 2 pi ở gốc mà tổng C của thầy đây là bao nhiêu C rồi? 3C, 4C, 5C, 6C vậy còn 2C nữa thôi. Như vậy bắt buộc phải có một gốc có chứa 2 pi. Đó để đảm bảo có chứa đủ là 2 pi ở gốc. Lối với COO lối với C3H5. Phần còn lại hết C rồi vậy chỉ có thể là HCOO. Và thứ hai là HCOO mà thôi. Đấy, đây là ETE số 2 có số mol bằng 0,05. Và đề thi hỏi rằng phần trăm khối lượng của muối có phân tử nhỏ nhất trong Z. Phần trăm trong Z. Vậy Z của thầy sẽ gồm có 3 muối. Ở đây thầy hết chỗ viết rồi. Thầy viết đây nhá Thì thầy sẽ có 3 muối. Muối số 1 là muối này. C2H3CONA. Muối thứ hai là CH. Đây thầy có là CH lối 3 với C, CONA. Và muối thứ ba là HCONA. Và kết quả thầy có số mol tương ứng. Tính là phần trăm là HCOONa có số mol bằng 0,05 nhân với 2 vì có hai góc này là 0,1 cộng với 0,18 vậy 0,18 mol. Đó. Vì đây ta hỏi là phần trăm khối lượng của muối có phân tử nhỏ nhất. Vậy các em lấy 0, bao nhiêu 0,18, 0,18 nhân với 68 chia cho M muối là 24,36. Ok, nhân 100 bằng 50, 246 50 phải lấy sấp xỉ là 20,5 Đáp án có thể là đáp án A Đó, một cái bài được gọi là thầy nghĩ rằng là khó nhất Vì nó đòi hỏi các em biện luận nhiều nhất Biện luận trước, biện luận số C, biện luận số P Sau đó các em mới tìm ra được công thức của ST và các mối tương ứng Đó, Hy vọng rằng là các em có thể tham khảo bài toán này